dạ mời con anh đăng ừ <laughs> ờ. không mời em ngồi hay sao <laughs> em ngồi đi <laughs> um, em nghe bác gái bệnh á nên ghé thăm nè em về nhà sao con báo anh biết em á từ sài gòn chạy thẳng về đây luôn má em còn chưa biết nữa mà chắc là chiều nay em lên trên đó lại tại vì hôm bữa em có ghé thăm nhà rồi má anh mà biết em tới chắc má vui lắm <laughs> thì tại từ nhỏ em được bác gái quan tâm mà bác gái bệnh á em ghé thăm là chuyện bình thường thôi <laughs> mấy ngày không gặp á hình như là anh ốm đi đó nha vậy yeah. <laughs> anh làm việc hả ừ <laughs> vi à dạ con để đó đi lên đằng trước rồi uống nước dạ thôi được rồi bác mấy cái chuyện nhỏ nhặt này con làm được mà không sao đâu Còn nấu ăn không ngon bác đừng có chê nha má đừng có lo để con phụ với vi cho nè con phải phụ viên nghe không không được để nó làm một mình đó dạ để anh giúp em về dạ anh thái rau nha anh gì nè lần này thằng đăng nó bỏ lên sài gòn vậy mà lại hay chứ chứ đây ở nhà có bao giờ nó bước chân xuống bếp biết làm bếp là cái gì đâu <laughs> anh đang nước Đến sôi kìa bác... bớt lửa bớt lửa đi à. coi chừng phỏng đó anh con bé càng lớn càng dễ thương em thích con dâu này đó <laughs> Ừ. Ê ông Việt Ủa, đang Diệp... làm gì vậy Nói nghe nè Có tiền không cho tôi mượn đi Ủa Vì muốn ăn gì muốn đi đâu tôi chở đi Không ông có tiền không cho tôi mượn tôi đi mua xe đạp 500 Thôi mua xe đạp làm gì Lấy xe máy tôi mà đi Khùng quá à. có ai đi giao báo mà đi bằng xe máy không ừ, Ông cho tôi mượn đi nha Chiều nào có lương á tôi trả cho ông Luôn nợ cũ luôn nợ mới luôn nha Diệp đừng nói chuyện nợ nần Diệp làm tôi giận á Thôi, thôi 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 nha Dẹp cái mặt đó đi Bắt đầu ca bài ca sến thiệt sến cho tôi nghe rồi đó Nợ thì phải trả Vậy thôi sòng phẳng Giờ hỏi nè Cho tôi mượn không Không phải Tại tôi thấy Diệp đi giao báo cực khổ lắm Nắng nôi mà phải chạy vòng 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 ngoài đường Với lại Diệp đâu rành đường xá đâu Hãy giờ tôi tin vậy Tin sao Để tôi đưa Diệp đi giao báo Xong nhiều chuyện với lại ông rảnh quá Chuyện của tôi tôi chỉ cần mượn ông 500 ngàn Giờ có cho mượn hay không tại tôi sốt cho dịp bởi vì tôi cũng là một thằng đàn ông chứ mà. ai nói ông đàn bà đâu mệt ghê vợ cho mượn hay không cho cho mượn có bao giờ có ai muốn giữ dằn với ông được mình à. cái gì đó dạ có tiền chưa trả à... tiền nhà đi dạ chưa gì ơi rõ ràng tôi hửi thấy mùi tiền mà cái là mũi tụi nó thính lắm ừ chắc mùi tiền của nhà hàng xóm bay qua đây chứ tụi con làm gì có tiền mà có mùi mà nếu có tụi con trả gì liền chứ đâu để gì dứt giả qua đây đòi gì đâu nhớ đó ngày kia mà không có tiền á là tôi cho người khác vô thuê đó đã... lúc đó dọn nhà ra đường mở nghe chưa <cười> 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 <Đó cả. cười> bây giờ tôi giao hết cái này dạ khi nào hết cô quay lại lấy thêm dạ thôi uống đi ờ à. Ừ, 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 trời, con Diệp đâu rồi? Dạ. Con cũng không biết nữa Hình như đi đâu từ sớm tới giờ con cũng không thấy Nó tính trốn về nhà hả Trốn làm sao được mà trốn Không có tiền à tao cho người phá ổ khóa vô ở Tự đâu bỏ đi vậy là ngon hả Hừ. Còn cái thằng Đăng này nữa Toàn là vô ơn bạc nghĩa không à Người ta cứ mang về để ở Mà bây giờ không biết điều gì hết Bà đi rồi đúng không? Bà đi rồi. Mà sao tôi kêu 5 giờ qua mà giờ mới qua? Ngủ quên. Mệt thiệt. Có phải là nếu bà phát hiện tôi khóa trái cửa ngủ trọng là bị tống cổ ra khỏi đây rồi không? Tôi xin lỗi nha. dịp hôm mấy để tôi đóng tiền nhà cho. Còn dám nói vậy nữa hả? Ờ, à, không đóng, không đóng. bực mình. Cuối tháng rồi. Còn ở nhà chơi vài bữa rồi đi cũng được mà. Cuối tháng, chết rồi Tới tháng nốt tiền nhà rồi Không biết cô sẽ sợ kịp không Ủa, con nói gì vậy Dạ không có gì má à, Bây giờ con phải lên thành phố rồi Tại vì à, cuối tháng này Con còn một số việc phải giải quyết cho xong nữa Để đầu tháng con đi làm Nè, dạo này má thấy con ốm Mà đen nữa đó nha Đen thì mới gọi là đàn ông chứ má Chứ trắng quá người ta nói mình công tử Ừ, <laughs> À, anh Ủa? ba em cũng ở đây sao anh à nó vẫn cương quyết đợi đi đó đăng à hay là con đừng có đi nữa ba má đã hiểu tính của con rồi mà ba không nói là con sai hay gì cả có điều ba thấy má con không yên tâm nếu con lo cho sức khỏe của ba má có lẽ con đã ở nhà rồi Dạ Con cảm ơn ba má Nhưng mà ba má được làm như vậy Nếu mà bây giờ con mà nản chí Thì con sẽ không bao giờ trưởng thành được Con phải quyết liệt với cuộc sống của mình Con biết là ba má rất khó khăn Để cây dựng cơ ngơi ngày hôm nay Ba Đi từ hai bàn tay trắng Ông nội cũng là nông dân Đâu có lo gì được cho ba đâu con biết Nhiều lúc ba phải ngủ ngoài đường Có khi trốn nợ nữa Nhưng mà lúc đó Ba có nản lòng không? Trách nhiệm của con á Là phải phát triển sự nghiệp của ba Mấy yên tâm đi Con không phải đi luôn đâu Con đi rồi con về lại mà Từ Cần Thơ lên thành phố Có mấy tiếng đồng hồ ngồi xe à Thôi bây giờ Con sẽ Liên lạc với ba má thường xuyên Cho ba má đỡ lo lắng nha Đăng à Hãy con cầm lấy Một ít tiền này Lời đó thuê một cái nhà đàng hoàng để ở Đường phố thì nóng bức Hay là con lấy xe hơi đi đi <laughs> Cầm đi Thôi con. ba Bây giờ con con không có việc làm nữa Có tiền đâu mà lấy xe hơi đi Anh đưa đây nè con á, không lấy tiền á, thì con cầm cái thẻ atm này có chuyện gì cần thì có cái mà xài nghe không nè dạ cảm ơn ba ba <laughs> <laughs> dì ơi, dì để Thư Thư cho con dài bữa được không dì? Không được, trả gốc lẫn lại, tổng cộng là 10 triệu Không có tiền á, tôi bán cô vô nhà thổ đó <laughs> Thôi gì ơi, chị đừng bán cô vô nhà thổ gì ơi, gì ơi, gì ơi Chị đừng bán cô vô nhà thổ gì ơi Khùng quá Ngồi tưởng tượng tùm lum tà la Ủa? Ủa? Chú Ủa, xe đạp đâu? Sao hôm nay đi bộ vậy? Dạ, con bị mất xe rồi Trời đất ơi, đi giao báo mà mất xe đạp là sao? Thôi kệ nó, chú đưa báo cho con đi, con đi giao bình thường được rồi Giờ dạ, con định đi giao bằng gì? Thì con đi xe buýt cũng được Không được, không ai đi giao báo mà đi xe buýt hết đó ừ. Thôi giờ con về đi, khi nào có phương tiện quay lại đây chú nhận liền à Dạ À mà nè Cầm ít tiền Đi về đi xe Nghe không Nè cứ cầm đi Cảm ơn chú à. Ừ Con đi với nha Con 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 Đợi má một chút Dạ Con đem theo này Tới giờ nghỉ con lấy ra con ăn nha thôi con không ăn đâu má bắt con tẩm bổ hoài à con ngán lắm rồi má ơi đem theo đi con ăn cho nó khỏe để học hành cho tốt ăn đi con ngán lắm có mang đâu má thương à nóng lắm mẹ má thổi nghe, ăn đi con má thương nóng ăn muỗng nữa ăn muỗng nữa ăn muỗng nữa cho nóng nè ngủ nữa nghe lời má đem theo đi con công của má nấu từ sáng giờ đó con đã nói không là không mà sao má phiền quá à đem theo đi con nè cô kia gì nè nói chuyện với má mình vậy hả xin lỗi má mình liền đi chị này liên quan gì tới chị chứ ai ăn nói hộn với má vậy đúng không cô cái cô này con tôi tôi còn chưa la nó mà cô la gì thôi con con đem theo cô đi con không ăn đâu má ơi chả giờ học con rồi nè đi á con đem theo đi con Alo. Alo. Alo ai điện thoại lên tiếng đi. Alo ai điện thoại lên tiếng đi. Alo. Alo lên tiếng đi. Còn Phương Diệp. Má hứa là má không rầy la con nữa đâu Diệp Diệp ơi về đi con mà má nhớ con lắm Diệp ơi Diệp Alo Con nghe má nói gì không Diệp nhớ ba lắm ba à, hey, ơi. ê thả tiền nhà đi À, dạ Dì à, gì thương thương cho con mấy bữa gì thư thư riết là thằng ông thư à ngày mai có người tới bước nhà rồi, Cô dọn nhà đi đi. thôi gì, coi 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 như là gì làm phước ở hiền gặp lành gì hả thôi đi, tối hiền hoài à, mà toàn gặp mấy cái người giống như cô. thôi, Dọn đồ đi. thôi gì, một hai bữa nữa thôi gì bây giờ có đi không? không đi tôi gọi công an tới à? thôi gì, gì để cho con mấy bữa rồi đi gì? đi không? thôi gì, đi đâu đâu? gì vậy? cái gì vậy? Đó hả? Trời đất ơi Trời à! Cũng hơn á hơn là mình lanh trí Chứ không chết chắc, chắc rồi mệt quá à... ờ, à. ờ, à. 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 ủa thấy chạy đi rồi mà ờ, thôi gì ơi Dì ơi con mệt lắm dì ơi con mới xỉu xong mới về Tôi đặt nè Hả? Ủa? Yo à. vô vô, vô ngồi xuống đây à. sao chuyện anh á à, đi đâu mấy ngày nay về anh thích tầm ở chỗ nào vậy hả sao không có nhắn tin gọi điện gì được hết vậy nhưng mà chuyện gì nói nhỏ thôi Bà nghe được là tiêu luôn á bà nào bà chủ nhà chứ bà nào nữa ông có biết hả mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về anh còn không biết đâu mỗi tối hả tôi còn phải nhờ ông việt qua khóa trái cửa làm giống như là tôi không có nhà gì đó <laughs> Thiệt vừa cực mà vừa nhục nữa mà qua đó tôi mới thấy được tôi rất có óc sáng tạo và tôi cực kỳ thông minh <laughs> bả mà bắt được á hả chắc chắn bả tống cổ ra ngoài rồi vậy mà xui bữa nay vậy mà tự nhiên tóm được chán dễ sợ bà biết sao tôi giả bộ tôi giả bộ là tôi bị ngất xỉu bây giờ hả thiệt sao khi đó tôi cũng không biết tôi tính làm sao nữa <laughs> cô đúng là có một không hai á nhưng mà giờ cô yên tâm đi hồi để tôi gặp bà chủ ở dưới á tôi trả tiền cho cô luôn rồi bây giờ cô cứ ngủ thoải mái khỏi phải giả bộ xỉu nữa anh trả tiền cho phòng tôi luôn rồi hả ừ à, anh làm tôi cảm động quá à. nói nghe nè anh trả tiền nhà rồi chứng tỏ anh có tiền đúng không vậy dắt tôi đi ăn ơi đủ lòng thương kẻ nghèo hèn đi Đi. Ăn ấy Cô làm dạng như chết đói vậy Người ta nhìn cô kìa Nhìn, nhìn gì ừ. Ừ nhấn gì mà nhìn ăn ăn đi nhà không ăn chung đi ăn chung cái gì còn con dĩ mì à cô ăn hết là lấy gì tôi ăn ăn chung cái gì đâu à mà tôi tưởng là cô đổi đời rồi chứ ai về vẫn là bạn là họ hàng với cái bang mà thôi mà tôi chán tôi thiệt á không làm được gì hết trơn cứ tưởng đại gia hả nó chui vô rọ rồi ai về cuối cùng hả à? bò 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 ba mất tiêu chán dễ sợ nếu mà nản chí á thì đi về nhà đi thôi nha anh không có nói câu đó nữa nha bây giờ im nghe tôi hỏi anh nè à. bữa giờ anh làm cái gì ở đâu đi gì đâu mà không có nhắn nhủ với người ta lại một câu làm lo muốn hại não luôn sao phải lo cho tôi chứ tôi là thanh niên trai trẻ ai mà làm gì được tôi ừ. thanh niên Tôi còn tưởng hả Anh bị bán vô lầu xanh Bắt phải đi tiếp khách đó ừ, Trời... Thôi mà nghĩ đến cái cảnh đó của anh nha Trời ơi thương thương ơi là thương Cái đầu của cô chứa gì vậy hả Chứa gì là Nói chứa gì, gì, vậy. vậy Chứ còn gì nữa Tự nhiên biến mất mấy ngày Sao mà quay về có tiền trả tiền nhà Hỏi sao người ta không suy nghĩ bị bạ Nhiều lúc ừ. đó nha Tôi thấy anh bí ẩn lắm á Nè, hồi nãy quên nói cho cô biết Tôi đã xin được việc làm rồi Thiệt giỡn Thì bởi vậy tôi mới dẫn cô đi ăn đó Anh xấu tính Vậy mà ông nói tôi lựa gì ngon ngon tôi ăn Hay quá Ngày mai tôi đi làm rồi <laughs> Vậy là con người ta sắp được đổi đời rồi Đổi đời đâu mà đổi đời Cô làm như là kiếm tiền đơn giản lắm vậy À, còn cô, sao rồi? Tôi hả? Mấy bữa anh đi vắng á Tôi có mượn tiền cho việc để mua xe đạp đi gia báo Vậy mà nổ nào chứ xe đạp mất luôn À, đúng là số tôi hồng nhan bạc mệnh mà Anh nhìn cái ừ. gì vậy? Đẹp thiệt mà nhiều người công nhận là tôi đẹp tiềm mẫn lắm á là tôi nói cho anh biết đẹp tiềm mẫn á hả tốt gấp mấy trăm lần mấy đứa mà đẹp lồ lộ ra ờ nhưng mà cô làm nghề giao báo á đâu phải là công việc suốt đời đâu cô làm à. cái gì á cũng phải có mục tiêu rõ ràng chứ thì tôi Đúng không? cũng đi săn mà chưa săn được thôi bộ để nuôi kế hoạch lâu dài Đúng là bây giờ tôi phải tìm cái gì đó để làm. Ừ. Tôi bó tay cô luôn. Bó cái gì mà bó, bó cái gì mà bó. Vào ừ. <laughs> đây. À, đây là phòng kinh doanh. Từ giờ em sẽ làm việc ở đây. Nè tất cả mọi người Có nhân viên mới Dạ em là nhân viên mới à, Em rất mong sự giúp đỡ của các anh chị ạ Chào anh Chào anh Dạ Môi trường cạnh tranh Muốn giúp đỡ không phải dễ đâu Dạ Bây giờ em xem báo cáo của bản kinh doanh năm vừa qua Và phát thảo kế hoạch sale trong quý tới Dạ Quang đưa mấy bản báo cáo đó cho Đăng nghe Quang cũng tham gia dự án này luôn nha sau đó sẽ xem ai có phương án tốt hơn rồi sẽ triển khai và thực tiễn dạ đây là chỗ làm việc của em Hả? dạ mọi người làm việc đi <laughs> tôi đi Cô đi. Cảm ơn anh. người ta nói cần cù bộ thông minh nhưng mà có nhiều người dù có nỗ lực cấp trăm ngàn lần đi nữa cũng chẳng là được kết quả gì cả dân tỉnh lẻ bao giờ cũng có cái kiểu đó cần cù chăm chỉ nhưng cần cù chăm chỉ cũng chỉ để dành làm việc tay chân thôi về trồng rau cuốc đất đó thì được tính lên chiếm miếng cơm manh áo của người khác không có dễ đâu là một thằng đàn ông thì phải biết chuyện nhục để người ta nói thẳng vô mặt mà không dám nói lại cũng là bị nhục làm gì đi không được mình phải bình tĩnh nếu mình mắc mưu của hắn, không phải sẽ làm một chuyện lớn hay sao? Ê! Đứng lại! Đứng lại, Đứng lại. Đứng lại nè. đưa đây cho tôi. À. mấy người này làm á ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố, phải lọc hết mấy cái số điện thoại này báo với tổng đài cắt thuê bao thì tụi nó mới chừa đó. Ê chú 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 chú. cái gì? À, chị con trời gì vậy? lấy anh chị vậy? xin chơi quạt cho mấy. Trời. Ừ. không được ha anh quán cơm bình dân thì được nhưng mà nhà hàng cao cấp mà không có giấy tờ tùy thân thì thôi à. ừ. kệ okay. nhà hàng đang thiếu người em làm thử vài bữa xem sao nếu được thì tính tiếp dạ em cảm ơn anh à, nhưng mà anh phải nói cho em là dạ xin chào à. quý khách à à vậy dạ, mời quý khách vô đây à. ạ dạ. dạ xin mời ạ Dạ, đây là thực đơn của nhà hàng quý khách dư tầm chẳng món à. Con bé này cũng nhanh lẹ, hoạt bát dạ. Được Ở đây có nhiều món ạ à. Em muốn gì? Em muốn cam Cho anh hai lên dạ. trước nha Dạ Cô vô thay đồng phục đi Dạ, em cảm ơn anh Cũng hỏng được nữa ạ không được nữa hả anh? Được quá đi chứ. Đồng phục của nhà hàng đẹp hơn hồi nãy nhiều. <laughs> Nhưng mà trước khi em vô làm việc thì tôi có một số hướng dẫn để mà cô biết để phục vụ khách hàng. Dạ. Khi nói chuyện với khách chúng ta phải cúi người. Lưng thẳng. Đầu hơi cúi thấp xuống. Nhìn tôi. Tôi làm thử một lần cho rồi làm lại. Dạ cúi người lưng thẳng nghiêng 45 độ đầu hơi cúi thấp xuống đừng có mặt xuống như vậy nghe chưa nè hơi nghiêng nghiêng vậy thôi đó bây giờ cô làm thử tôi coi coi lưng thẳng cúi người nghiêng 45 độ lưng thẳng lên làm gì công vòng vậy mắt dòm khách mặt hướng lên nhìn khách làm cái gì mà liếc qua liếc lại vậy cô liếc như vậy là ăn trộm mình nhìn khách nhìn thẳng vô khách nhẹ nhàng thôi mỉm cười đó tạ một à. bây giờ là học trả tiền thối cho khách ủa mà trả tiền thối thôi mà cũng phải học nữa hả ừ. học chứ sao không học ở đây cái gì cũng phải học hết thậm chí tới cái dáng đi cũng phải học nữa trong nhà hàng cao cấp á thì cô phải đi khoan thai lịch sự lưng ưỡng thẳng vậy nè biết chưa chứ không phải giống yeah. như bà bán cháu lòng muốn đi sao đi như vậy đâu hiểu yeah. không rồi bây giờ học cách trả tiền thối đây là quá đơn kèm với tiền thối kẹp với menu gấp lại vậy à, tay trái đặt ở sau lưng người cúi xuống lưng phải thẳng menu đưa nhẹ nhàng về hướng khách như vậy anh thí dụ á mà em đưa tiền thối cho khách mà khách không lấy tiền đó em có được lấy không Trời đất ơi bố có tập không à mà đầu quyền lợi rồi Cô ráng hoàn thành tốt nhiệm vụ đi Rồi muốn cái gì cũng được Dạ Hiện, Hiểu chưa Dạ Hiểu chút chút Trời đất ơi Đã giờ dạy muốn chết Mà chỉ có hiểu chút chút Thôi được rồi Bây giờ đi với tôi qua đây Tôi chỉ cô thực tập luôn Đi Bây giờ thí dụ như tôi là khách Dạ Cô phục vụ tôi thử đi 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 từ đó lại luôn. Rồi từ kia đi lại luôn. Dạ, Trời đây ơi. là menu của quý khách ạ. À. Trời ơi không được rồi, mệt quá. Bây giờ cô ngồi xuống đi, cô làm khách đi, tôi phục vụ cho coi. Cô coi một lần rồi cô nhớ nghe chưa? hiểu không dạ hiểu vậy thì vô làm đi dạ nè <laughs> nè 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 tôi đề nghị mọi người ở đây làm việc nghiêm túc không làm việc riêng trong giờ làm việc ừ. dạ xin sì phép anh sao anh quen cây cú với người ta quá vậy không cây cú sao được ổng đang đọc tôm làm mảng đó tự nhiên có người nhảy vô làm mà lỡ làm được việc rồi người ta cướp luôn mấy ăn của ổng rồi làm sao cho nên ổng mới đánh cho quân thù tối mặt để nhục chí mà bỏ đi phải không anh đấu với tôi hả sống bằng niềm tin đi làm việc đi Nè Dọn dẹp xong chưa Đang làm gì vậy Cô Cô ăn dụng phải không Thấy chưa Còn chối nữa hả Trời đất ơi Tôi trừ lương cô đó nha Vậy mà nói không có ăn dụng <laughs> <laughs> Ê Đây nè <laughs> Ủa sao hôm nay hẹn tôi ra đây vậy Tại tôi sợ của tôi anh buồn Không dám đâu Nè Không có nói mấy câu dễ tự ái mất lòng nhau vậy nha Bạn bè người ta tốt vậy mà <laughs> Mà không biết làm sao á Sao tôi tốt với anh dữ vậy Mỗi lần mà buông anh ra một cái tôi có cảm giác như là Anh sẽ bị người ta ăn hiếp á <laughs> Nè Không biết hả Đây à. Tên, tên 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 Wow chưa? Ngon lắm á Cái này hả là đầu bếp của nhà hàng xịn nấu đàng hoàng á Tiện đâu mua vậy Mắc mớ gì phải mua Trời trong nhà hàng á đồ ăn ngợp trời luôn Ngu sao mà không ăn Muồn chi Ê mà tôi mới phát hiện á Giống như là tôi cũng Có tài chơm chỉ giỏi lắm hay sao á Trời lấy quá trời mà đâu ai biết gì đâu <laughs> Ê ăn đi Ừ. 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 Ê, ngày đầu tiên đi làm sao rồi Làm trong nguyên cao ốc to đùng Máy lạnh chạy liên tục Đã vậy hả, máy tính lúc nào cũng chạy ra ro, ro ro Cà phê miễn phí nữa không Sướng quá, còn gì Sướng lắm luôn á ừ. ừ Đúng rồi, mà nãy cô nói gì Làm chỗ gì mà có đồ ăn Sẵn luôn là sao Ừ, thì bây giờ tôi làm trong nhà hàng. hồi trước á thì tôi cũng làm ở trong cái chỗ chạy bàn vậy thôi. nhưng bây giờ là được nâng cấp lên một bậc là chạy bàn trong nhà hàng. cô á, không chịu nghe lời tôi gì hết. vậy mà cứ đòi đi ra ngoài lập nghiệp rồi kiếm sống. tôi nói với anh rồi, bây giờ tôi phải tìm việc làm để nuôi kế dài lâu chứ. Hmm. tôi không có bằng cấp, cũng không có giấy tờ tùy thân gì hết. mấy cơ quan lớn ai thèm nhận? Hừm. Ê Ê nói nghe nè Mà ai thì cũng phải ăn Đúng không Hừm. Mà đâu phải ai cũng được vô nhà hàng lớn để ăn Vô được Hừm. nhà hàng Là phải có người có tiền Có của Đại gia thì cũng phải ăn Bởi vậy bây giờ tôi quyết định ra Tôi sẽ ôm cây đợi thỏ Hừm. Hừm. À, khoan em chờ chút hmm. còn năm ngàn thôi mà cũng tính nữa coi mm, bộ nhìn là thấy dáng dấp đại gia rồi nè anh à, em lâu không sao đâu mm. em kêu dạng cho đi. thôi được rồi anh thích cái này <laughs> <laughs> à, dữ. <laughs>

<laughs> à, em chào ông Không ngờ lại gặp ông ở đây ạ à. <laughs> Em cũng ăn ở đây hả à, Dạ em mới vừa dùng xong Ông đi một mình ạ à? À, à, Xin lỗi à, Thôi nếu mà ông đang bận Em xin phép ạ Kêu nè Một Hai À ba. khoan đã Diệp à, Có chuyện gì hả ông à, Mấy hôm rồi, tôi có việc đột xuất với đi Úc, mà cái số điện thoại trên tay đã phai mất rồi. Tiếc à, quá, um, em thiệt... Ờ, uh, 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 uh. ừ. cô làm gì vậy? Xin lỗi, quý khách có cần giúp gì không ạ? À? À, không cần đâu. À, quý khách có gọi món chưa? À, tôi gọi rồi. Dạ. Cô Diệp à? Cô làm gì vậy? Dì bà à, ừ. Dạ à, à, Cái này um, Em thấy à, Tự nhiên em không có chịu nổi Cái sự dơ bẩn như vậy Nhà hàng này ẩu quá ẩu hả? Để tôi nói nhà hàng à, à, Dạ thôi à, 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 Thật ra em muốn nói với ông là Bữa giờ thiệt ra Em cũng bận lắm em đi khắp nơi à em đi từ thiện á đi hết mọi miền luôn ông biết không nhiều khi em cũng muốn gọi cho ông để tiền nhà hảo tâm tài trợ nhưng mà em thấy phiền ông cho nên em không dám tuổi <laughs> trẻ đúng là năng nổ lần sau á có việc như vậy cứ nói tôi à, tiền bạc thì không kể tôi có thể cho xe chở em vào đoàn đi à, dạ uh, uh. <laughs> ừ. à Diệp <laughs> trời ơi vô đi làm đi kìa này cô sao nói năng với khách hàng như vậy cô là nhân viên phục vụ ở đây mà ai nói với cô vậy cô muốn để tôi gọi quản lý hay sao đi vô làm đi dạ xin lỗi à, 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 à. Ừ. cô làm sao vậy sao tự nhiên em thấy khó thở chóng mặt quá. Ừ hay là đi ra ngoài dạo một chút nha. Dạ dạ. Mình đi ra khỏi đây đi không? Được rồi. Ờ à, à, mình đi nhanh đi. Ờ. À, 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 à. Mình đi. À, à. cô cẩn thận đó anh nhanh vậy sao dạ còn đây là bản kế hoạch của em <laughs> dạ có người cạnh tranh có khác nó cũng có hiệu quả đó chứ <laughs> em tập trung vô vấn đề gì dạ em tập trung vào khách hàng tiềm năng hiện tại khách hàng sử dụng sản phẩm của mình không được nhiều em muốn à, thu hút các khách hàng đang sử dụng những sản phẩm khác và em cũng muốn à, tập trung ở các tỉnh thành với những chương trình khuyến mãi và em sẽ liên hệ với các trường học và các cơ quan công sở về chế độ hậu mãi nha anh ừ còn quen em thì khác trước khi mà phát triển lực lượng khách hàng tiềm năng của mình thì mình cần phải biết giữ cái lực lượng khách hàng mà thường xuyên của mình và sau đó em sẽ sử dụng cái chiêu gọi là thẻ tính điểm để mà đổi quà cho khách hàng giống như giảng sửa hay làm đó anh Ừ, khách hàng tỉnh lẻ tuy thì nhiều thiệt, nhưng mà điều kiện kinh tế của họ thì hạn chế, cho nên họ sẽ không sử dụng, hoặc nếu sử dụng thì cũng không thường xuyên lắm. Mỗi bản đều có ưu và khuyết điểm riêng. Đến xem cụ thể đã. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Dạ. Yeah.